tốc cực điện 960 vòng trên phút. Với loại mặt bích này sử dụng cho các công suất như sau: motor 15 kW, 20 HP, 20 ngựa. Đường kính mặt bích của motor là 350 mm. Với loại mặt bích này sử dụng cho các công suất như sau: 11 kW, 15 HP, 15 ngựa. Hoặc sử dụng cho động cơ 7,5 kW, 10 HP, 10 ngựa. Cả hai loại công suất trên đều có đường kính mặt bích là 350 mm.